Các bạn, từ đó giờ mình đăng những cây phan chí là phân biệt bộ lá chứ mình chưa bao giờ đăng bán. Thì hôm nay là mình có được khoảng 3 chậu thì mình xin phép đăng bán lên những chậu phan chí sân. Nhập về cây cũng bự được giờ rất là đẹp. Cây này là nguồn gốc bên anh Nguyễn Minh. Nó bông thì rồi mà mình có quay á các bạn. Quay cái bông đó. Đây là cái gốc. Cây đẹp. Bông sẽ cực đẹp các bạn ha. Sân như bông cực đẹp. Thì cây này mình hiện tại cũng có khoảng mười mấy củ thì mình xin phép gửi đến các bạn trong video này. Thì cái phan chí sân này thì hiện tại giờ là nó có bộ lá xòe thắt ngọn, thắt đáy xòe ngọn, có nghĩa là ở dưới đây là nó nhỏ, giờ lên đây nó to ra ha. Và có nhiều cây thì lá thì nó mốc. Đây một số lá. Thì cây phan chí này bông sẽ đẹp lắm nha các bạn. Giờ củ có nhiều cây có cái củ cũng rất là đẹp. Khi mà nó lớn nó khỏe rồi nó hình thành cái củ. Và trong chậu tự nhiên nó có hai cái cây nó mọc ra vậy các bạn, ngộ ghê. Cái cây này xong rồi cái nó mọc ra một cái cây kế bên bằng, nó đi bằng cái đường mình nhìn thấy nó giống như đi đường rễ vậy đó. Tự nhiên cái rễ nó ra cái con, không biết nó phải gì không. Nó không phải là cái nhánh bông nữa mà ha. Nó tuồn ra cái nó lên cái con mà nó kéo dài ra chứ nó không phải mọc cái mắt ngọn nữa. Cái này là hướng đầu mà nó mọc về thì cũng rất là quái dị. Phan chí hay là những cái kiếm có sức sống rất là mạnh nó mới có được như vậy. Thì những cây phan chí lá sần này về các bạn chơi thì nó rẻ hơn phan chí lá láng rất là nhiều, bông đẹp hơn. Tuy rằng là nó không đẹp bộ lá nhưng về bông của nó là mình đảm bảo là đẹp nhất trong dòng kiếm luôn. Bông to dày khỏe, đặc biệt là rất là khích, nở đẹp như là địa lan các bạn ha. Thì các bạn mua kiếm này thì mình sẽ cắt cho các bạn ha, một củ hoặc hai củ. Nếu các bạn mua hai củ thì nó sẽ mau có bông hơn, còn nếu mua một củ thì nó sẽ lâu bông hơn. Nhưng mà các bạn nhìn ngang ha. Về bộ lá thì có nhiều củ bự thì bộ lá này là cũng là 5,5 cm các bạn. Tất nhiên là các bạn mua củ đầu thì nó sẽ không có bự như vậy. Ví dụ này là khoảng 4,5 cm thôi. Nhưng nếu mua củ đuôi thì nó to lắm. Thì nó khoảng 5,5 cm các bạn ha. Nếu mà mua củ già thì củ già thì thường chắc mình cắt lại để mình làm giống, như củ này là mình cắt lại nè. Thì củ già thì nó có bộ lá bự. Nếu các bạn muốn mua củ già mà bộ lá bự vậy các bạn cũng được ha. Tuy là đây củ già nhưng nó rất là khỏe nha các bạn. Khỏe và cứng đẹp. Con đâm lên sẽ rất là khỏe mạnh chứ không có vấn đề hết. Thì các bạn sẽ mua được bộ lá đẹp. Còn nếu các bạn mua củ tơ thì nó khoảng tầm 4,5 cm, 5 cm. Đây, như củ này 5 cm. Mấy củ mà lá bự như vậy thì giá đó nó sẽ đặc biệt ha, nó khác hơn một chút. Còn mình sẽ bán với những củ bình thường như vậy, gọn như vậy thôi các bạn ha. Giá bình dân thôi, còn những củ bự là lá hay lá nó khác, giá nó khác các bạn ha. Các bạn này về trồng lại thì nó cũng đơn giản thôi. Các bạn về trồng than, vỏ đậu, sữa dừa, bột dừa. Và các bạn có thể trồng hay nhất bây giờ đó là vỏ thông. Vừa giữ ẩm mà không quá ẩm, làm cho cây sẽ không có bị bệnh, khó bệnh các bạn ha. Đặc biệt là trồng bột dừa trộn với vỏ chấu thì đi phụ rễ nó đi đế rất là mạnh. Các bạn thấy không, cái rễ nó vậy mà. Các bạn chỉ việc về trồng thôi, nó không bị mất sức cây các bạn ha. Đây là một rễ khỏe quá, to bự.